Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 niên Quý Mão. Đây là khâu hậu cần nhà bếp đã bắt mâm sẵn ra rồi, chưa quý vị ơi, ra bàn hết sẵn rồi, rồi chúng ta dự bữa thuyết giảng xong sẽ dùng rồi chưa quý vị. Giờ mâm bàn đã bắt sẵn, dọn sẵn hết quý vị ơi. Rồi thiếu không đâu. Đây là toàn cảnh khâu hậu cần nhà bếp chúng ta đã chuẩn bị sẵn hết nha chưa quý vị. Các cô hậu cần nhà bếp của ban trị sự xã Phú Nghiệp, Phú Tân, An Giang quý vị. Sau đây là các cô đang bới cơm rồi sẵn rồi chưa quý vị. Chào các cô. Cơm nóng đây nè. Rồi. Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Giờ mới hết. Một giờ chưa hết nữa hả? Dạ chưa. Chắc còn chứ. Giờ này 11 giờ chắc chưa. Chắc gần kết thúc đi. Chắc gần kết thúc rồi. 11 giờ. Cô hậu cần nhà bếp đây nghe chưa quý vị. Này quay về món ăn. Quay về món ăn. Món ăn hấp dẫn này quý vị. Bây giờ là 1 giờ đó. Đá đi cái để từ bàn từ bàn. Yêu cầu về em quay chị đây. Dạ chị ơi, chị ở đâu tới đây dự buổi thuyết giảng này vậy chị? Dạ thành phố Châu Đốc em ơi. Dạ vậy chị ở thành phố Châu Đốc được nghe chưa quý vị? Qua xã Phú Hiệp dự buổi đó. Thuyết giảng. Cái này nè. Dạ. Xe có ai đi đâu mà sớm hả? Hỏi ông quá. Thế rồi.
còn đây là khâu đẩy nước thôi chưa quý vị. Ăn xong chúng ta sẽ uống dùng nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.